Xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau trong một video mới. Và trong cái video này thì tôi mời mọi người cùng đi tham quan một cái địa điểm thuộc thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai. Đây là một cái công trình quân sự hiện nay thì người ta đã bỏ hoang, không sử dụng nữa. Cái công trình này có tên là sân bay Treo Reo, trước đây thuộc tỉnh Phú Bổn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và không để mọi người chờ lâu thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu hành trình nhé. Đấy, bắt đầu đến đây là cái đường từ Ajunpa đi Đắk Lắk. Thì đi cái đường này là cái đường chính này. Vào chỗ này là nó vào đúng chính giữa sân bay. Còn có một đường nữa là từ quốc lộ 25 đi vào thì nó là đầu sân bay cũng được. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu tôi sẽ đi vào cái đường vào chính giữa. Bắt đầu lên đường. Đấy, bắt đầu đã nhìn thấy sân bay phía trước đây rồi. À, khả năng là bên kia có lối sang. Bây giờ mình sẽ đi ra cái lối này. Tôi nhìn thấy là có lối đi xe máy sang được. Đây là bắt đầu ở một cái đầu đường băng của sân bay cũ. Như mọi người có thể thấy thì cái sân bay này là người ta làm bằng bê tông nhựa. Đấy. Đấy nhá, cái này là bê tông nhựa chứ không phải là bê tông xi măng đâu. Đây này. Đấy. Vẫn còn cái vết cũ. Đây, cái nhựa đen đen nó vẫn còn này. Mấy chục năm nay rồi mà cái nhựa đây nó vẫn, tất nhiên là nó hư hỏng rồi nhưng mà nó vẫn còn cái màu đặc trưng. Đấy, quay toàn cảnh đứng từ đầu sân bay này để quay sang đầu sân bay kia. Ở đây thì có một cái đặc trưng nữa nha, mọi người có thể thấy này. Đấy, cái sân bay thì nó có những cái vạch ngang ngang bằng xi măng người ta vẹt đây này, bên trên đây nữa này. Đấy, thì cái vệt ngang này không phải là từ ngày xưa đâu nhá. Người ta làm bê tông, người ta đổ những cái vệt trên này này. Đấy, cứ cách nhau khoảng tầm độ 5m, 4-5m thì nó có một cái vạch như vậy. Thì cái này là do người dân người ta làm về sau này đấy. Nghĩa là người ta phơi sắn, phơi lúa, phơi nông sản. Đấy, thì khi mà trời nó mưa ấy là người ta đem, người ta cào hết cái sắn hoặc là lúa, cào lên cái gờ bê tông này, nó cao hơn so với lại cái mặt nhựa cũ khoảng 4-5cm. Nên là tại sao có thể là có một số bạn vào đây là thấy nó có những cái vạch ngang ngang này không biết làm gì. Có khi là cũng phán đoán là do ngày xưa người ta làm để làm gờ giảm tốc cho máy bay gì đó ấy. Nhưng mà không phải thế đâu. Cái này là do người dân người ta làm sau để người ta mục đích là khi mà trời nó mưa thì người ta nông sản người ta kéo hết lên cái gờ này. Đấy, để cho nó khỏi ngập nước. Đấy, như trên kia là tôi thấy họ đang nghiền sắn ra họ phơi cả. Tí thì mình sẽ đi qua cái chỗ đó để xem là họ phơi như thế nào nhá. Ở đây thì cái sân bay này nó có hai cái đường băng song song, nó cách nhau khoảng cỡ 7-80 mét.
khoảng đến 100 mét gì đấy, khoảng 50 đến 100 mét hai cái đường băng song song. Đấy, và giữa hai cái đường băng này là có một cái đường lăn này. Đường lăn này là người ta làm bằng bê tông xi măng chứ không phải bê tông nhựa. Đây. Cái bê tông xi măng ngày xưa đây này. Có ba cái lối. Cũng làm đây các cái vẹt bê tông xi măng người ta ngăn cách nhau bởi cái khe này, người ta gọi là khe co giãn của bê tông xi măng rất đặc trưng. Xung quanh đây là cũng có dân cư người ta ở đây. Bây giờ mình sẽ đi tiếp sang cái đường băng số 2 của sân bay Treo Reo. Ở đây thì sân bay này bây giờ là bỏ hoang phế toàn phần rồi. Tất cả các công trình quân sự ở trên này là những thứ có giá trị là người ta đều tháo dỡ hết, không còn gì cả. Đấy. Đây là cái đường băng số 2. Cũng bắt đầu chỗ tôi đứng đây là đầu đường băng. Và cuối đường băng là nó ở phía dưới kia, chỗ cái nhà mà người ta đang xây tường còn gạch đỏ đỏ cơ. Thì cái đường băng này như mọi người thấy là nó toàn bằng cỏ. Đấy. Nó không giống như đường băng phía bên kia là nó bê tông nhựa đâu. Bê tông nhựa bên kia nó còn. Nhưng đường băng này thì là cỏ mọc hoàn toàn. Mọi người có biết vì sao mà cái đường băng này mà nó chỉ có cỏ mọc như này không? Đấy. Cái này là do trước đây ấy, là cái đường băng này này là người ta dùng các cái ghi, cái tà vẹt bằng sắt ấy, các cái ghi sắt đấy người ta đem người ta lót trên cái mặt này để tạo thành cái mặt sân bay quân sự dã chiến. Và dưới này là nó chỉ có đất thôi. Đấy, đất người ta lấy cái đất người ta đầm chặt xong người ta lát cái ghi đường sắt lên để làm cái sân bay dã chiến. Và sau khi mà cái sân bay này không sử dụng nữa thì người ta đem những cái ghi sắt đấy người ta dỡ hết rồi. Nên bây giờ cái mặt này là toàn bộ là nó mặt bằng đất. Do vậy thì là cỏ nó mọc được như thế này. Đấy. Chứ nguyên bản của nó sân bay là cái mặt mà như bên kia cả. Cái đường băng người ta đang phơi sắn đấy là nó bằng bê tông nhựa thì cỏ không thể mọc được. Đấy mọi người, tôi đi dọc dọc một chút cho mọi người nhìn nhá. Trên đây là chỉ có sỏi đất, đất đỏ. Đấy. Đây này, người ta đứng chỗ đây là nhìn rất rõ này. Đất cộng với lại đá người ta đem người ta lát làm cái lớp nền. Người ta giải ra, người ta đầm chặt lại nó thành cái lớp nền của cái sân bay. Thôi bây giờ cái đường băng này là xem như thế, xong bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái đường băng phía bên kia. Cái đường băng bên kia thì nhìn nó còn đẹp hơn bởi vì là nó còn cái mặt bê tông nhựa. Và bên đấy là người ta sử dụng, người ta đang làm cái sân phơi của dân. Đấy, quang cảnh xung quanh. Cái khu vực sân bay này là bốn bề là nó khá bằng phẳng nhá. Đây, quay luôn một vòng tròn cho mọi người nhìn này. Không có núi đồi và địa hình nó rất là bằng phẳng. Một vòng tròn. Bây giờ thì tôi tiếp tục bắt đầu đi xe máy dọc theo cái đường băng này để review tiếp. Dạ. À, lúc này không kịp quay anh ạ. Rồi, chờ ăn bánh mì xong rồi. Vâng. Đấy, lúc đấy là tôi đứng đầu kia, tôi thấy là máy đang thái mì. Thì cái này trong này gọi củ mì, còn ngoài mình gọi là củ sắn đây này. Đây, cái này ngoài Bắc gọi là củ sắn, trong này thì gọi là củ mì. Vâng.
Vâng. Trong miền Nam gọi là củ mì, nhưng mà ở ngoài vâng gọi là sắn. Dạ. Nãy giờ thấy đứng kia quay quay đó. Dạ đúng rồi ạ. Thế các bác là nhà ở gần đây không? Gần chứ. Thế là mình phơi này là tối là phải ở đây ngủ trông coi hay là cứ để thế thôi? Ngủ trông coi chứ không để mà nó hút hết á. À. Đây bây giờ là mấy bác người địa phương này, các bác ấy đang nghỉ ăn giữa giữa ca để chuẩn bị tăng hai thái mì. Ui à, mấy cái đống sắn này mà các bác mà thái thì chắc phải mất cả tuần à? Hai ngày. Bao nhiêu tấn sắn này mà? 50 tấn. 50 tấn là một cái máy xay này là 2 ngày. Còn bây giờ là tiếp tục tôi lại đi xe máy dọc cái đường băng này xem có cái gì hay nữa không. Chào các bác nhá. Vừa rồi là có vào hỏi mấy bác người địa phương, bác ấy đang phơi sắn ở đây thì các bác ấy nói là cái sân bay này nó dài chỉ có 1.000 mét thôi, là tổng chiều dài nó là 1 cây số. Lúc nãy là tôi thấy dài dài, tôi ước lượng khoảng 1.500 đến 2.000 mét, nhưng không phải. Bây giờ thì tiếp tục hành trình thì tôi lại lên xe máy tôi đi, bởi vì đi bộ thì khá là mất thời gian. Đấy, về đến chỗ này là cái đầu sân bay đối diện. Đi hết 1 km. Đứng đây thì nhìn sang bên này là một cái sân bay, à cái đường băng thứ hai song song. Lúc nãy tôi đứng đầu bên kia cũng tương tự. Ở đây thì họ cũng phơi nông sản, phơi sắn như vậy thôi. Tí nữa lối ra tôi không đi vào cái đường giữa sân bay lúc nãy nữa. Đây bây giờ quay lại. Cái đường giữa sân bay lúc nãy là đi vào lối kia. Bây giờ mình không đi nữa mà mình đi cái đầu này ra. Chỗ này là ra thẳng quốc lộ 25 luôn. Là quốc lộ 25 là nối từ Pleiku mà đi về Phú Yên. Cái này ngày xưa người ta gọi là tỉnh lộ 7. Tỉnh lộ 7 thì mọi người biết rồi đấy. Gọi là tử lộ 7. Đó là cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên của quân đoàn 2, quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Và cuộc triệt thoái này là mở đầu cho cái sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Từ đây ra quốc lộ 25 thì chỉ khoảng 300 mét thôi, rất gần. Sân bay quân sự Treo Reo đã chính thức ngừng hoạt động từ sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975 và người ta đã dỡ bỏ những cái công trình quân sự ở trên này và để hoang phế từ đó đến nay. Mặc dù cái vai trò lịch sử của sân bay này đã chấm dứt, nhưng đây thực sự là một cái điểm đến khá lý tưởng cho những ai yêu thích cái tìm hiểu về lịch sử và những công trình xưa cũ của chúng ta. Cũng như là một cái điểm đến trong cái hành trình khám phá Tây Nguyên. Bây giờ thì tôi xin dừng video tại đây. Chúc mọi người xem video vui vẻ và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người nhé.